Anh em nhá, hôm nay thì mình lại về cái dòng Vinafarm của Nhật. Dòng này là dòng hàng nội địa của Nhật, nhưng mà cái số lượng nó chỉ có 20 con thôi. Số lượng là 20 con chứ không phải là 200 con. Tại vì cái dòng này nó rất là ít, dòng này là dòng về theo công thôi. Tại vì cái nội địa của Nhật này là những cái người bản địa người ta đang dùng ha. Thì Vinafarm này thì 20 con. Rất là dễ nổ ha. Đó, kéo ê. Giật nổ gạt lại. Vinafarm mình xăng thì nó là thiết kế là một bên ở đây này anh em. Đó, bây giờ nó nằm dưới và nó nằm đây. Vinafarm này tua chậm nha, con này tua chậm nha. À, quá đã. Đẹp, hàng chất lượng nha. Vinafarm này 650 HP nha. Rồi. Em Minh là như vậy là cũng giới thiệu cho anh em cái mẫu model con này thì chỉ có 20 con thôi. Nếu anh em nào mà mua thì anh em mình tranh thủ ha. Tại vì cái số lượng nó không nhiều. Bây giờ thì em Minh sẽ khui cái thùng ra. Máy này thì chỉ còn có 20 máy thôi, duy nhất chỉ có 20 máy trên thị trường của Việt Nam. Đó, cho nên là nó rất là hiếm, cũng như là về cái ôi trời, nó quá là ít, số lượng quá là ít nhá. Rồi bây giờ thì sẽ đây. Anh em thấy này, nó đóng gói rất là chuyên nghiệp đây anh em. Đó ha. Rồi. Rồi ở trong này thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành của hãng này, phiếu bảo hành Vinafarm này, một cái mở khóa mở buri, chốt khóa mở buri ha. Rồi phiếu bảo hành, một sách hướng dẫn sử dụng. Nó chỉ có vậy thôi. Wow. Rồi, con này nó đã. Con này mà anh em mà đang tìm một con cốt xéo mà ngon nhá. Ở đây là anh em mày phải biết rằng là hàng ngon thì chỉ có con này thôi. Đây, em mình cân lên cho anh em này. Rồi con này nó nặng tới là 15-16 cân. Tức là 16 cân là chưa bao bì nhá. 16 cân là chưa có là đổ nhớt, chưa có đổ xăng. 16 cân, rất là nặng. Thường thường nó chỉ có 13-14 cân, con này nó nặng tới 16 cân. Rồi, hôm nay em mình giới thiệu lại này Vinafarm nha. Bình xăng thì nó sẽ sử dụng là nắp vặn này. Như vậy là về cái nắp trợ lực thì nó là trợ lực giật rồi. Đây khóa mở sang E, cái ga. Đẹp không ạ? Quá đẹp ha. Rồi ở đây thì nó có ghi thông số Vinafarm, sản xuất đời là năm, cũng như là về cái thông số, cũng như là về cái mã máy ha. Đây, nó là từ 6.5 này. 6.5 HP ha. Và bình xăng của nó là 3.6 này, bình xăng của nó là 3.6 và vòng tua của nó thì lên đến là từ 1.800 vòng, từ 1.600 đến 1.800 vòng, bởi vì nó xài là tua chậm nhá. Về cái phần bô e thì nó làm rất là dày ha, nó làm cực kỳ dày này. Đó, bên này phần gió vô gió của nó này, nó làm nó thiết kế này rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn, rất là dày dặn. Bình xăng thì design Japan này, bình xăng này ha, động cơ OHV này. Về cái lốc máy thì nó làm rất là dày rồi. Nó khác là Vinafarm này, nó khác này. Đó, vì cái lốc máy nó làm cực kỳ dày. Anh em nào mà xài những cái con mà động cơ mà cốt xéo mà nó sẽ sử dụng mà cái lốc máy nó dày như thế này thì nó ok này ha. Rồi với hai này nó xài là xài nhớt của nó, xài nhớt 4 thì nhá. Đó, xài nhớt riêng và xăng riêng nhá. Đó. Thì con này nó nặng tới 16 cân và tua chậm, dành cho anh em chạy ghe, chạy thuyền, bơm nước, rồi là nói chung là thay thế cho tất cả những cái động cơ mà hút bùn, nói chung là sử dụng những cái nặng nhá. Hàng nặng thì mình liên hệ để mình chốt con này. Số lượng nó có 20 con thôi. 20 con nó không có nhiều. Cam của nó là cam thép rồi. Con này có hàng chính hãng rồi. Con này thì bên em hỗ trợ bảo hành là cho mình 1 năm. Là khi mà mình đổ xăng đổ nhớt vào, mình bật công tắc xuống này, mình kéo cái e này, kéo cái e này ha. Đó, cái này cái ga, mình kéo cái e về và khi mình giật nổ thì mình gạt cái e này lại này, đây cái e. Nhớ là kéo e lại nhá, gạt lại này. Bây giờ nở này. Rất là nhảy anh em ạ. Ok nha. Vinafarm của Nhật xài cực kỳ ngon. Quá đà anh em. Này nó xài tua chậm. Nè. Đó. Quá đẹp nha anh em. Con này
bán còn có 20 con thôi nha, không có nhiều đâu anh em ạ. Anh em là mà dài những cái dòng mà đẳng cấp mà về chất lượng á thì anh em chúc con này cho em ngon nha. Không có nhiều đâu ơi, nó quá đã luôn, nó nặng lắm, 16 cân nhá, nó đạt đến 16 cân rồi. Cái Vinafarm cốt xéo này thì bây giờ còn có 20 con thôi. Chương trình thì tặng vẫn tặng kèm một bình xăng này, một cái buri. Đây, một cái bình xăng, một cái buri để tặng kèm cho mình, bình xăng con ha. Rồi đi tặng kèm cho thêm là một cái buri đánh lửa ha, một cái buri đánh lửa nữa. Đó, để như vậy là mình lâu lâu mình có hư hỏng thì mình dễ như vậy là để mình thay thế ha. Cái thương hiệu của Vinafarm, hàng nội địa của Nhật, dòng xéo 200, dòng này nó chỉ có một dòng đúng duy nhất là một dòng là 200 thôi, tức là 200R ha. Đây 200R này mọi người, đây. Đây 200R này, là 200R tức là xéo 200R tức là 6 người rưỡi ha. Có còn hơn có còn 20 con thôi. Cái giá của thị trường của con này thì nó về dao động khoảng tầm 3 triệu 2 một con. Tầm 3 triệu 2 một con, nhưng mà giá của bên em Minh là về là 2 triệu rưỡi ha. 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu 500 ngàn, chương trình tặng kèm một buji đánh lửa, một bình xăng con. Hai phần quà 200 nghìn rồi ha. Như vậy là 2 triệu rưỡi bao ship cho anh em về đến tận nhà. Thì anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm máy Vinafarm Nhật dòng 6.5 cốt xéo 2 triệu rưỡi thì alo cho mình. Alo số góc trái màn hình là số hotline của mình ha. Tại vì cái dòng này có 20 con thôi, thì quan tâm thì hãy alo cho mình sớm ha. Bởi vì không có nhiều. Ở đây thì máy có là 16 cân ha. Máy 16 cân, hàng chất lượng nha. Hàng chính hãng cho em và bảo hành 1 năm. Anh em được kiểm tra hàng, test máy trước khi nhận hàng ha. Thì anh em nào mà quan tâm thì alo cho mình và hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Giá của thị trường là 3 triệu 2 con ha. Bán về có 2 triệu rưỡi ha, giảm 700 ngàn. Rồi, như vậy là chương trình là em mình cùng tranh thủ lên cái clip máy nổ Vinafarm dòng cốt xéo hàng của Nhật nha. Rồi, bây giờ em mình sẽ dừng cái video cốt xéo ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em và chúc anh em đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc ha. Hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để cập nhật những video mới nhất. Bây giờ em mình xin chào và hẹn gặp lại anh em.